container là mình còn cắt lại. Ở đây là hàng nút, nút hay nút đóng lên mặt cử. Con này mình đang mặc là size 2X nha, size 2X. Và ở đây thiết kế là nó có khóa kéo cho mình ha, khóa kéo ở đây là chiếc vải là vôn mà nó dạng như là dập dập đó. Vải này chống nhăn không cần phải ủi ha, những mẫu vải mà không cần phải ủi thì bạn hốt nhanh á, tại vì do là nhiều nhiều bạn không có thời gian bận bị con cái rồi bận đi làm nè, hoặc là đi chơi là chỉ cần muốn lôi ra mặc